Ok, lâu quá không gặp bạn Đạt. Bây giờ khỏe không nhỉ? Dạ khỏe. Bữa trước là từ khi cắt cái kiểu tóc đó tới giờ là cuộc sống làm sao? Nó vui rồi. Vui lên nữa. Xáo trộn không? Cai xin số thôi không? Không. Không, nhưng mà cái tự tin gì đám đông không? Có. Vui hơn đúng không? Dạ. Bữa đó nói chung là đẹp quá. Bây giờ anh giam bớt lại, anh không có vuốt lên nữa. Anh cho nó phì phì xuống cho nó xấu bớt lại nha. Dạ. Cho đỡ nó tự tin quá không nói nha. Dạ. Cho nó xấu bớt lại một xíu. Rồi, bữa trước em nhớ em chọn con số trật không? Nhớ. Chắc bữa đó chứ lỗi cái thật phải không? Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Hôm nay nói chung cuộc sống khó khăn quá, giờ mình có nên giúp đỡ mấy anh em không? Có. Có không? Chắc chắn không? Chắc chắn. Bữa giờ mưa quá làm anh cũng đâu được đâu. Rồi giờ mình vào việc luôn nha Đạt. Dạ. Rồi chiều nay nói chung nhờ em một chút anh em đoạn nha, chứ bữa giờ mình khó khăn quá rồi nha. Chiều nay Đài Khánh Hoa. Giờ chiều nay là con gì đó mà nói lại tất cả bữa giờ, cho bữa giờ thua quá rồi, thua xa xẩm rồi. Con gì? Số 23. 23. Tự tin không? Tự tin. 23, 23 em vừa nghĩ ra hay là như thế nào? Có ấn tượng với em mà em chọn 23? Số 23. Sao? Số 23. Em nghĩ ra. Em nghĩ ra. Đây là mơ. Có mơ không? Có. Mơ nào? Em làm mơ em. Là mơ. Tối qua mơ hả? Dạ. Chắc chắn không vậy? Chắc chắn. Ừ, tự tin nha. Dạ. Rồi bây giờ là em chốt lại một câu là chiều nay là con gì buộc phải nói tiếp. Con gì? Chiều nay là số 23. To lắm, con mặt vui lên, mặt vui lên, mặt khỏi buồn. To lắm. Chiều nay là số 23. À, cười lên một cái chốt nữa. Chốt lại tiền. Chốt lại tiền đúng không? Ok, em đạt này, bé tem đạt này. Rồi chiều nay giờ có 23 ghi tiệm anh là em cứu nha. Dạ. Rồi, ok. Má anh gian không cần phải tạo. Bố anh gian.